Nên mình hôm nay xin gửi lời chúc mừng tới anh chị Khánh Vân và Phúc Anh với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho một cuộc sống an lành và hạnh phúc. Mong rằng những hình ảnh của hôm nay sẽ được mãi mãi ghi nhớ. Cùng tiếng mưa
Thank you.